đã mang rồi giới xong cô chú chị em rồi, đã mang giới xong rồi vào trong thôi. Mất đi chồng luôn rồi. Dạ. Dạ. Giữ trật tự giùm em nha. Dạ. Giữ trật tự cho cô chú chị ha. Quá đông. Quá đông luôn cô chú chị ơi. Dạ. Mình vô được giao lưu với cô Hằng cô chú chị ơi. May mắn quá. À. Quá may mắn luôn, một Phật. Dạ. Chân đất không cô chú chị ha. Dạ. Đi. Dạ.
quá trời quá đất, mỏi tay luôn. Mỏi tay quá. Đông lắm của chương trình này. Đông lắm nha. Khán giả đâu không thấy. Anh ơi, máy anh để vô. Rồi, cảm ơn. Anh để vô trong đi di chuyển tới nữa. Quá đông của chú chị mình đây. Thôi stop. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua đây chị. Quay lại đi mấy anh ơi. Quay lại đi mấy anh ơi. Quay lại đi mấy anh. Đi mạnh đi mọi người. Bỏ nó đi, đẩy cái đầu nó xịt ra đi, xíu nữa đi, xíu nữa đi, xíu nữa đi, lùi cho thẳng thôi, tiếp nó đi, mọi người cho em xin cái chỗ với mọi người, lùi đi mọi người, còn bây giờ dù hồn của chú già đang cũng dù hồn xét tù cái là mấy chị trong đời luôn xét tù luôn đi 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 rồi quay mỏi tay luôn xíu nữa được không xíu nữa được không? Có được một cái pin phải nói là cũng cực khổ nha cô chú chị. Xa quá mình hai tay không có rơm là gần được cô chú con cảm vậy. Cô Hằng với chú Dũng đang có lại hai cô chú chị Hằng nha. Đang chuẩn bị mấy nén hương này để hấp hai vị bên khiêm hai cô chú chị Hằng nha. Tiếp luôn.
nó hư rồi, hai cái nào cũng muốn hư hết rồi, hư màn hình. Cô Hằng với chú đang có lại trạng trình Nguyễn Địch Khiêm của chú vậy nữa ha. Dạ. Dạ. Chào chú Dũng. Dạ. Lần đầu tiên mới gặp được chú Dũng sát bên kế bên. Dạ. Dạ. Lần đầu tiên. Mấy anh chị này rẽ tay trái ra ra ngoài cho em. Mọi người di chuyển ra ngoài nha. Mọi người chúng nè. Mọi người di chuyển ra ngoài nha. Sát gần chú Dũng là của chú chị ha. Dạ. Lần đầu tiên. Mọi người di chuyển ra ngoài nha. Rồi cảm ơn chị nhé. Rồi mình ra ngoài giùm em nhé. Mình vô lùi mạnh lên anh, rồi mạnh lên, rồi mạnh lên. Dạ cái anh này hồi được chú Dũng được đưa thuốc rồi hay nhà mua rồi hả? Mua thôi. À, có một cái anh ở ngoài Hà Nội của chú chị ha. Dạ, mời chú Dũng một đi thuốc của chú nhà mời. Chú ơi. Dạ con ơi. Wow, tuyệt vời quá chú chị ơi. Đi qua đây. Thứ bảy, thứ sau thì con sẽ quay lại vì còn rất nhiều người muốn đến. Dạ.
Yeah.